rồi hai chiếc máy cài chuẩn bị lên bờ các bạn ơi. Rồi bên đây là chiếc Yanma 357A thầy Hưng, rồi bên kia là nó đang cắp vô và mắc kẹt cái bụi dừa rất là khó nhìn. Con bên kia là 5018 nè. Rồi giờ chuẩn bị xem con này lên trước. Chuẩn bị đi cài ruộng nha các bạn. Rồi qua xem anh này tiếp cái anh bên 5018 đi đưa cái phà vô để cho chiếc đó cũng dễ dàng lên phà nha các bạn. Đó, bên đây cũng có con bãi đi lên đó nè. Kubota 5018 nè. Đó, phải chỉnh kỹ lưỡng mà mới lên được mấy bạn. Cái bến này nó hơi cao hơn so với bến bên kia. Dốc quá. Cái này nó nhậu cái chân lên. Ồ, vừa khít cái đường luôn các bạn ơi. Tôi thế này cái nó cạn cái chỗ này vừa. Để siêu hay luôn các bạn, con này quá bự. Chiếc nha các bạn. Rồi chuẩn bị lên chiếc Yanma nha. Rồi 5018 đậu ở đây. Cái dĩ cầu nó nặng lắm mấy bạn ơi. Rồi, quá ok chắc chắn. Chuẩn bị xem tài xế mình xuống phà chiếc Kubota
5018 nha các bạn. Sáng giờ mới quay được lên phà xuống phà. Xuống phà hả? Mưa quá đâu đi được đâu. Sáng vậy rồi không biết rồi kêu lên kinh kích quay lại 4-5 tiếng không chả. Dạ. Máy của anh luôn hả vậy? Ừ. Máy chạy vô đây nè. Vậy nữa cho em xin số điện thoại đi, anh có đi làm đâu rồi, có gì em điện. Thì với bộ. Để nhiều khi chạy đi kiếm không biết ở chỗ nào. Rồi bắt đầu xuống phà các bạn ơi. Quá khen. Đủ chỉnh ra. Wow. Giờ mấy anh em thu dọn để đi về các bạn ơi. Khóc lá gì hoài vậy? Bên kia có xe cuốc đang cẩu đồ nữa các bạn ơi, đang cẩu xi măng thì phải. Rồi 5018 nổ máy rồi. Rồi giờ tới Giang Ma nha. Giờ làm tài xế máy cài, làm tài xế của xà lan luôn. Cách chuyển phà có hai chiếc máy cài các bạn. Rồi chiếc 5018 đang chạy trước và chiếc Giang Ma 357A nó đang chạy sau nha. Này là 357A các bạn ơi. Hiện giờ là mình đang ở kênh Hội Đồng giáp với Tân Hiệp với Dòng Ghiền các bạn.